Tương truyền là cứ bước vào tuổi cập kê là các nam thanh nữ tú lại không kìm được tò mò trước thứ được gọi là ứng dụng hẹn hò, dating app. Với bao nhiêu niềm tin, hy vọng và cả những toan tính trên danh nghĩa tình yêu. Nhờ sức hút mãnh liệt của bản chất ứng dụng như là một trò chơi tình ái, nơi con người ta đến đây hoàn toàn có thể thắng lấy một tình yêu cả đời và thua để học được những bài học tình cảm. Mà dating app ngày nay đã càng phổ biến, khiến cho bất kỳ ai cũng muốn thử dùng một lần cho biết nó là gì và có gì mà nó lại ghê gớm đến vậy. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đi vào giải mã một phần của các dating app, cụ thể là về chủ đề các kiểu phụ nữ chúng ta thường gặp trên dating app là gì, cũng như một số lời khuyên cho những chàng trai đang làm quen với dating app nhé. Video được chúng mình chuyển thể từ quan sát và đúc kết của tác giả Trai Từng Trải với bài viết Phụ nữ trên dating app được đăng tải trên website của Spider Room. Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là Talk Show, em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk Show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thôi nào. 5 kiểu phụ nữ bạn thường gặp trên dating app. Bạn đã bao giờ tự hỏi việc gì một cô gái phải cần đến dating app để tìm một mối quan hệ chưa? Well, thường các cô gái ở trên dating app sẽ nằm trong các dạng sau. 1. Vui vẻ giết thời gian. Đây là dạng có số lượng đông đảo nhất, phí thời gian nhất với những ai mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Họ thừa hiểu dating app hầu hết là nơi dành cho những mối quan hệ chóng vánh, nên phần lớn quyết định chỉ lên đó vui vẻ là chính cho đời đỡ buồn chán. Họ chỉ muốn thử xem trên đấy có gì vui, tìm hiểu đàn ông xem anh này anh kia thế nào, lướt profile ngắm trai đẹp hay một vài anh giai nào đó thú vị và lạ lạ, nói chuyện vui vẻ cho qua ngày, vài hôm sau thì lại xóa app. Thậm chí, nhiều cô bé có người yêu đang bận rộn còn lên dating app để kiếm người nói chuyện cho đỡ chán. Nếu bạn đủ thú vị, họ sẽ vẫn muốn thử đi hẹn hò với bạn, nhưng chỉ là để xem anh này có gì hay ho nữa hay không mà thôi. Thật sự, họ chẳng đề cao mối quan hệ lắm, vì họ vốn chẳng có hy vọng gì nhiều với cả dating app rồi. Thứ hai là quá ngây thơ. Trái ngược với nhóm không hề tin tưởng, hy vọng mình sẽ tìm được mối quan hệ lâu bền ở trên dating app, thì ta sẽ có nhóm quá ngây thơ, hết mực tin tưởng vào mục đích cao cả của dating app là để kiếm người yêu chân thành. Đây cũng là nhóm có độ đông đảo xếp thứ hai. Những cô gái kiểu này y hệt như nhiều em dính chiêu marketing của dating app, lên dating app sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Đây là kiểu phụ nữ an toàn nhất trong list. Họ hiền lành tốt bụng và cũng có phần đáng yêu của trẻ con. Chỉ có điều, các cô gái ngây thơ đa phần ngoại hình của họ thường không thu hút cho lắm. Ít có cơ hội va chạm với nam giới và cuộc sống, nên họ ôm quá nhiều mộng tưởng về cuộc sống này. Những cô gái như vậy thường nghĩ không sâu khi làm quen với một chàng trai mới và dễ dàng dính vào các chàng bad boy. Thứ ba, máy bay lùng chỗ đáp. Đây là cách gọi vui của tôi dành cho nhóm phụ nữ trên dating app mà gần 30 tuổi. Với một người phụ nữ gần 30 tuổi có cuộc sống vui vẻ và độc lập, họ sẽ muốn tự mình khám phá thế giới hơn là đi tìm kiếm một người đàn ông. Và vì họ cũng đã từng trải qua vài mối tình, nên có tìm bạn trai thì họ cũng sẽ đầu tư chất xám để chọn lọc rất kỹ, chẳng rảnh hơi dùng đến dating app để làm cái gì cả. Chỉ có các máy bay vẫn đang còn mông lung trong cuộc sống này, cũng tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một người bạn đời để dựa dẫm mới cần đến dating app mà thôi. Đặc điểm chung của các máy bay cần hạ cánh là nói chuyện nghiêm túc và cả nhạt nhẽo như là phỏng vấn vậy. Chả khác gì mấy anh nice guy tốt bụng hay là mấy anh sim lỏ si tình. Nếu không rơi rớt vào trường hợp như vậy thì họ thuộc loại tiếp theo. Thứ tư là tìm kiếm sự chú ý. Đông đảo thứ ba, định giá bản thân mình qua số lượng trai đến làm quen ở trên mạng. Mấy chị em này trên mạng xã hội đã nhiều, trên dating app lại còn nhiều hơn vì nó dễ hơn nhiều. Chỉ cần up vài cái ảnh bóp như là siêu mẫu, thêm dòng mô tả bio lả lơi là đầy anh chàng quen phải để match nhắn tin làm quen rồi.
Thường thì những cô gái này sở hữu ngoại hình thu hút. Họ thấy được trên đây lắm các anh chàng nam nhân đang vã, và mình thì xinh nên sẽ không dám nói năng lệch lạc, không để được cô nương này ban cho cái buổi date. Và thế là các chàng trai khờ lại lọt hố yêu sách của mấy cô gái chảnh chọe. Một số em gái thậm chí là còn tính tình nông nổi và nói chuyện rất cộc cằn hoặc là láo. Thế nhưng nói gì thì cũng phải nói là mấy bạn này đôi khi nói chuyện cũng có phần khôn lanh và vui vẻ, nên anh em cứ phải gọi là suy đét vì em. Đồng thời đi kèm với nhóm này là cái nét drama queen, hay dễ tạo ra những câu chuyện rủm beng bên lề. Gái sinh ngoài đời thật thì không thiếu trai tán, mà vẫn phải dùng dating app là hiểu rồi đúng không? Nếu không tin, các bạn cứ vào các cái group bóc phốt Tinder, Bumble, nơi mà mọi người nghĩ rằng mình sẽ có thêm quyền lực khi mà phốt một chàng khờ nào đấy và được cả làng tung hô mà xem. Thứ năm là trục lợi. Có người này thì cũng có người kia. Nếu dating app là nơi chứng kiến cho bao mối tình đơm hoa kết trái, thì đây cũng là nơi để nhìn ngắm bao vụ lợi dụng tình cảm xảy ra. Và rõ ràng cũng không thể tránh nhóm các chị em lên dating app để trục lợi. Booking bar, gái tiếp thị hay là những cô gái đến đây để tìm ô xin, tìm người cho mình bữa ăn miễn phí. Đây là một số thành phần phổ biến của nhóm này. Những cô nàng này rất biết cách lả lơi thả thính, khiến các chàng trai vã thì nóng hết cả lòng lên, chỉ muốn phi ngay đến bên ả ta. Đặc điểm của kiểu con gái này là profile trông rất sang chảnh và học thức, nói chuyện thì treo kéo thả thính rất nhịp nhàng và dồn dập, thậm chí là còn muốn rủ đi chơi hay là vay tiền khi mới vừa nhắn được vài câu. Với họ, điều duy nhất mà họ muốn đạt được là mục đích trục lợi của mình mà thôi. Cách vận hành của dating app là vậy. Người thông minh sẽ biết suy nghĩ rằng chẳng mong gì và chỉ vui chơi ở trên đó, còn lại đều có vấn đề. Vẫn có nhiều người tin vì nghe nói rằng trên đó vẫn có người lấy được vợ ở trên dating app đấy thôi. Tỉnh táo lại nào. Đó chỉ là trường hợp đặc biệt, là số lượng ít, chỉ một vài người trên cả vạn người mà thôi. Thậm chí là rất nhiều các cô gái nằm trong list trên nhưng mà miệng vẫn bảo em muốn có một mối quan hệ lâu dài, bla bla. Trong khi làm thế nào để lâu dài là ngồi vuốt profile mỗi khi rảnh. Đến khi bản thân họ cũng chẳng hiểu họ muốn gì thì chúng ta hy vọng gì về mấy cái lời đó. Kỳ vọng nhiều thì cũng sẽ thất vọng lớn. Cứ vui vẻ đến khi tận mắt thấy được sự tốt đẹp của họ. Ai nỡ đối xử tệ với những cô gái như thế chứ? Vậy các chàng trai nên phải làm gì trên dating app? Thứ ứng dụng đó thật sự không đủ khả năng cho bạn có một mối quan hệ bền vững. Hãy tìm kiếm những mối quan hệ chân thật ngoài đời. Và dating app sẽ là một môi trường tốt để cho anh em luyện tập skill làm quen, tán tỉnh, hay đơn giản chỉ là để chúng ta tìm kiếm các buổi hẹn hò nhẹ nhàng và vui vẻ. Một lời khuyên để anh em có thể tăng khả năng kiếm date ở trên đó: hãy YOLO hết cỡ trên dating app đi. Chẳng cần phải giữ phép tắc hay là lịch sự để làm gì cho mệt. Tất nhiên là đừng có tô xích, miệt thị hay là xả ra những cái thứ tiêu cực vào một cô gái. Bạn sẽ chẳng được gì cả. Hãy cứ tự tin, thoải mái trêu đùa chọc ghẹo, thậm chí là nói chuyện gợi tình cũng được. Tôi còn có thêm 3 lý do để cho các bạn làm như thế. Thứ nhất, vì nó là dating app. Bạn à, trên đó ai cũng sẵn sàng cho một mối quan hệ cả rồi. Bạn không cần phải nói chuyện từ tốn thăm dò xem người ta có đang cô đơn hay là cần một bờ vai hay là không nữa. Đừng tự biến mình thành thỏ đế trong khu rừng của sói hoang. Thứ hai, không hợp, không bao giờ gặp lại. Dating app là game và có vô số mạng dành cho bạn. Cứ nói chuyện vui vẻ nhất có thể, thậm chí là có thể thử mấy thứ điên rồ hay là xàm xí. Tệ lắm là người ta cùng lắm là có thể unmatch bạn và sẽ chẳng bao giờ gặp lại, và bạn rút kinh nghiệm cho những lần sau. Ít nhất là bạn dám sống thật với chính mình, dám sai còn biết mà sửa. Vậy là đã hơn khối người còn mải loay hoay tìm cách rep vì sợ sai, sợ con gái để người ta phật ý. 3. Dating app không đáng tin. Số lượng ảnh ở trên profile dating app chỉ có giới hạn, nên đương nhiên đó sẽ là những tấm ảnh ảo diệu nhất của một cô gái. Có thể là ảnh mạng, có thể là qua cả nghìn lớp filter, bóc mặt bóc mũi. Cô gái ấy ngoài đời khả năng là không lung linh như bạn nghĩ đâu, đừng tiếc. Bạn hay là mọi cô gái trên đó đều có thể tung bất cứ thông tin gì hoặc là che giấu bất cứ điều gì qua cái profile vỏn vẹn một trang A4 đó. Đừng bất ngờ khi bạn gặp một cô gái trên dating app mà họ khác xa so với hình dung ban đầu của mình. Đó là điều thường thôi. Chốt lại, tâm thế của anh em trên dating app là cứ phải tự tin hết cỡ, ngông cuồng cũng được,
vui vẻ hết cỡ, quyết đoán hết cỡ. Cứ nhắm cô gái nào thật xinh mà anh em thích, đánh nhanh thắng nhanh, rủ date là chính. Thậm chí là mới nói chuyện thấy vui vui, kết nối được là đi date ngay. Khỏi cần phải lôi qua Facebook hay là bất cứ đâu nhắn tin thêm cho mất công. Theo tôi như thế thì mới vui. Dating app không phải nơi dành cho những cuộc nói chuyện dông dài. Bạn chậm chạp, bạn quá an toàn thì sẽ có một thằng cha nào đó mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn đá đít bạn khỏi cuộc chơi. Chúc anh em may mắn và cảm ơn các anh em đã xem tới hết video. Các bạn nghĩ sao về những lời chia sẻ trên? Cùng comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!